Quán này thì mình mở cách đây 2 năm, thì từ tháng 6 vừa rồi mình chuyển sang hình thức gửi tiền thủ công, bởi vì mình đã đủ cái kinh phí đầu tư ban đầu rồi. À ok. Ngày xưa mới đầu mở thì mình có trong tay 20 triệu thôi. 20 triệu thôi, thế mà mình mua xe mất 16 triệu, còn 4 triệu. Rất là may là được bác chủ nhà lấy đỡ, đó là bác ấy lấy tiền nhà 3 triệu cộng điện nước các thứ vào thì vào khoảng 5 triệu một tháng. Mục đích bây giờ của mình là gieo duyên cho càng nhiều người ăn chay càng tốt, bởi vì ngày xưa mình cũng có duyên ở chùa 2 năm, chùa Phù Liễn Thái Nguyên. Chùa gì cơ? Chùa Phù Liễn Thái Nguyên. Vâng vâng. Ở trên đấy thì 2 năm ở trong chùa, chức năng của chùa cũng được thầy đưa đi rất là nhiều nơi. Trước đó là mình có là đầu bếp mặn. À, trước anh từng làm đầu bếp rồi. Ok, đây một cái thuận lợi. Và dạ. Khi đó thì mình giết mổ rất là nhiều, một ngày thì hàng trăm con gà. Dạ. Thì khi biết đến Phật Pháp thì mình chuyển. Dạ vâng. Tên của Phước Hậu ấy, thì ngày xưa mình đang định đặt nó là tên Vạn Hạnh. Một quán chay ngày xưa mình mở Thái Nguyên đã bị sập rồi. Còn Phước Hậu là tên của đạo tràng Phước Hậu. Nghĩa mình tu ở trên đấy thì mình tu ở trên đạo tràng, lấy luôn tên của đạo tràng. Anh có suy nghĩ gì mà khi những người trẻ bây giờ họ đang hướng lại với quay lại với ăn chay mà giảm ăn mặn như thế? Khi các bạn trẻ đến đây ăn chay thì mình thấy rất là vui. Bởi vì ngày xưa thì mọi người thường nghĩ là những người già đi chùa thì mới ăn chay. Nhưng bây giờ suy nghĩ đấy của mình cũng đã khá hẳn rồi ạ. Bây giờ gieo duyên rồi cho người trẻ trước tiên là khi ăn chay thì mọi người sẽ giảm sát sinh rất là nhiều, và
khởi lên tâm từ bi cho mọi người. Thì người vợ mình ấy, thì là người đầu tiên đến quán làm nhân viên cho bạn. Đúng rồi, à, đến quán làm nhân viên cho mình. Khi đó mình mở rất là thiếu nhân viên, bởi vì lúc đấy thì mới mở. Lần đầu tiên là bước chân xuống Hà Nội 2 năm, xuống Hà Nội lúc mở thì mình cũng rất là bất ngờ. Đúng rồi, duyên nó đến, tự đến thôi thì mình mới mở được quán. Duyên đến rất là nhanh, trong vòng chuẩn bị đồ, mua tất cả đồ đạc, set up đồ đạc, các thứ mua đồ đến lúc khai trương mình chỉ có trong vòng một tuần thôi. Trời, thế là quen bao lâu để cưới? Thì bạn gái này là làm cho bạn, tức là làm ở đây cho mình. Làm cho mình sinh viên trường môi trường, là làm cho mình 6 tháng sau bọn mình yêu nhau. Thì thực sự mình quý bạn đó, nhiều hôm phải làm đêm, bạn thức cả đêm làm với mình, cũng rất là chịu khó. Okay. Đây là cái duyên lớn nhất đấy. Okay. Cái duyên mà. Vâng. Sau đấy thì một năm sau bọn mình cưới. Khi mình cưới xong thì bây giờ đang có một baby 2 tháng tuổi.